Quý khán thính giả đang đến với chương trình tin tức tổng hợp buổi tối của đài IBC được phát hình trên các băng tần 57.19 tại miền Nam, 16.12 tại miền Bắc California, 27.7 tại Houston, Texas trên hệ thống Galaxy 19 và trên màn điện toán toàn cầu IBCTV.US. Sứ ngôn viên Trang Lương và Tuyết Nha phụ trách phần tin tức tổng hợp hôm nay xin kính chào quý vị. Vâng và kính thưa quý vị, trước khi đi vào bản tin chi tiết ngày hôm nay, chúng ta hãy điểm qua một số những nội dung đáng chú ý như sau. Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden không đưa ra bình luận nào sau khi con trai nhận tội trong vụ án về thuế liên bang. Ngoại trưởng Blinken cho biết là Hoa Kỳ ủng hộ việc gia hạn nhiệm vụ an ninh tại Haiti. Chính quyền công bố hình ảnh cha của thiếu niên xả súng ở trường học Georgia. Năm 2024 đang trên đà trở thành năm nóng nhất sau mùa hè nóng kỷ lục. Nicaragua thả các thành viên của nhóm Kitô giáo có trụ sở tại Hoa Kỳ và các sinh viên. Kính thưa quý vị, phần tin đầu tiên chi tiết có liên quan đến Tổng thống Joe Biden và con trai của ông sẽ do sứ ngôn viên Tuyết Nha trình bày. Xin mời quý vị hãy cùng đón xem. Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden không đưa ra bình luận nào sau khi con trai nhận tội trong vụ án về thuế liên bang. Tổng thống Joe Biden không đưa ra tuyên bố công khai nào khi ông trở lại tòa Bạch Ốc vài tiếng đồng hồ sau khi con trai ông là Hunter nhận tội về cáo buộc thuế liên bang vào thứ Năm. Hành động bất ngờ để tránh một phiên tòa có thể gây xấu hổ vài tuần trước cuộc bầu cử tổng thống Hoa Kỳ. Hunter được đưa ra xét xử trong tòa án liên bang Los Angeles về những cáo buộc hình sự là không nộp 1.4 triệu Mỹ kim tiền thuế trong khi chi tiêu xa xỉ cho vấn đề ma túy, gái mại dâm và mặt hàng xa xỉ. Thay vào đó, ông đã nhận tội đối với tất cả 9 tội danh mà ông đối mặt. Thẩm phán là Max Casey đã nói với Hunter, ông phải đối mặt với mức án lên tới 17 năm tù và số tiền phạt là 450.000 Mỹ Kim. Ông ấn định ngày tuyên án là 16 tây tháng 12. Những bị cáo đã nhận tội trong những vụ án hình sự thường sẽ thỏa thuận với công tố viên trước, hy vọng sẽ nhận được mức án thấp hơn để đổi lấy việc tránh bị xét xử. Trường hợp này có vẻ không được như thế. Sau thời gian tạm dừng, luật sư của ông Biden là Abe Lowell nói với thẩm phán, ông sẽ nhận tội mặc dù không có thỏa thuận trước với công tố viên để giảm nhẹ bản án này. Bản nhận tội sẽ mở đường cho phiên tòa kéo dài nhiều tuần diễn ra vào thời điểm cao trào trong chiến dịch tranh cử. Ngoại trưởng Blinken cho biết là Hoa Kỳ đã ủng hộ việc gia hạn nhiệm vụ an ninh tại Haiti. Ngoại trưởng Hoa Kỳ là Antony Blinken hôm thứ Năm đã kêu gọi gia hạn nhiệm vụ của Liên Hợp Quốc cho một phái bộ an ninh quốc tế nhằm giúp cho Haiti chống lại các băng đảng vũ trang đã chiếm phần lớn đóng thủ đô của đất nước và mở rộng sang các khu vực lân cận. Nhiệm vụ của phái bộ thì lần đầu tiên được chấp thuận trong vòng 12 tháng và đã hết hạn vào đầu tháng 10, nhưng đã thấy ít kết quả so với số lượng quân ít ỏi trên bộ và ít kinh phí hơn nhiều so với hy vọng. Blinken cho biết có kế hoạch triệu tập một cuộc họp cấp bộ trưởng tại Đại hội Hợp đồng Liên Hợp Quốc trong tháng này để khuyến khích đóng góp tài chính nhiều hơn cũng như là gia hạn nhiệm vụ của phái bộ. Ngoại trưởng Hoa Kỳ cho biết phái bộ gìn giữ hòa bình của Liên Hợp Quốc có thể là một sự lựa chọn để đạt được kết quả bền vững. Ông nói thêm, chúng tôi đã thấy một khởi đầu tốt đẹp để đưa Haiti tiến lên nhưng vẫn còn phải nhiều việc phải làm. Ông Blinken đã gặp Thủ tướng Haiti Gary Cornelius và là người đứng đầu Hội đồng Tổng thống Edgar Leblanc-Fils trong chuyến thăm của mình. Ông cũng công bố thêm 45 triệu Mỹ Kim viện trợ nhân đạo cho Haiti. Chính quyền công bố hình ảnh cha của thiếu niên xả súng ở trường học Georgia. Các viên chức cho biết Cole Gray, 14 tuổi, bị buộc tội 4 tội danh giết người và bị xét xử như một người trưởng thành. Phiên tòa xét xử diễn ra vào thứ Sáu trước thẩm phán tòa án cấp cao Georgia ở quận hoạt Barrow qua camera. Những nhà điều tra của Georgia ở Barrow County cho biết Gray đã sử dụng vũ khí kiểu AR platform hoặc súng trường bắn tự động thực hiện tấn công khiến cho hai giáo viên và hai học sinh 14 tuổi thiệt mạng. Hiện nay chưa rõ chính xác làm thế nào mà cậu con trai lại có được loại vũ khí giết người như trên. Những viên chức xác định những người thiệt mạng, hai học sinh 14 tuổi Mason Scamahorn và Christian Agulo, cùng với hai giáo viên Richard Appenswall, 39 tuổi và Christina Remy, 53 tuổi. Cảnh sát trưởng quận hạt Barrow Joe Smith đã nói với phóng viên, hai giáo viên và bảy học sinh bị thương trong vụ tấn công, một số người được xuất viện. Tại Georgia, theo các nhà điều tra, hai cha con đều được các viên chức ở quận lân cận phỏng vấn vào tháng 5 2023 liên quan tới mối đe dọa online về việc thực hiện xả súng trong trường học trên nền tảng truyền thông xã hội trò chơi Discord.
Kính thưa quý vị, năm 2024 đang trên đà trở thành năm nóng nhất sau mùa hè nóng kỷ lục. Theo như dữ liệu khí hậu Copernicus mới nhất thì cái nóng oi ả của mùa hè năm 2024 đã đưa tháng 8 vào sách kỷ lục là tháng 8 nóng nhất trên toàn cầu với nhiệt độ không khí bề mặt trung bình là 16.82 độ C và tháng 8 này cao hơn 0.71 độ C so với mức trung bình 1991-2020 bằng với kỷ lục trước đó được thiết lập vào tháng 8 năm 2023. Nhiệt độ không ngừng tăng đã đưa năm 2024 vào đúng hướng có khả năng trở thành năm nóng nhất của lịch sử. Bà Burgess là cảnh báo rằng trong các sự kiện cực đoan liên quan đến nhiệt độ được chứng kiến vào mùa hè này có khả năng sẽ gia tăng gây ra hậu quả ngày càng tàn khốc cho con người và hành tinh, trừ khi có những hành động đáng kể được thực hiện để giảm phát thải khí nhà kính. Nhiệt độ năm nay không chỉ đạt mức kỷ lục mà còn lan rộng ảnh hưởng đến nhiều khu vực rộng lớn trên toàn cầu. Ví dụ như châu Âu đã ghi nhận tháng 8 ấm thứ hai với nhiệt độ tăng vọt 1.57 độ C so với mức trung bình 1991-2020. Nhiệt độ đặc biệt ngột ngạt ở miền Nam và miền Đông châu Âu, nhiệt độ cao bất thường cũng được ghi nhận ở phía đông Nam Cực, Texas, Mexico, Canada, Đông Bắc Châu Phi, Iran, Trung Quốc, Nhật Bản và Úc. Tất cả đều ghi nhận nhiệt độ cao hơn nhiều so với mức trung bình. Những điều kiện này trái ngược với những điều kiện dưới mức trung bình ở vùng cực đông của Nga, Alaska, miền đông Hoa Kỳ, một số vùng phía Nam, Mỹ, Pakistan và Sahel. Nicaragua thả các thành viên có trụ sở tại Hoa Kỳ và sinh viên. Hoa Kỳ bảo đảm việc phóng thích cho hàng chục tù nhân chính trị tại Nicaragua vào thứ Năm và sau những cuộc đàm phán với chính phủ Tổng thống Daniel Ortega thành công. Trong số những người được thả tự do có những người liên quan tới nhóm Mountain Gateway trụ sở tại Texas. Và nhiều người liên quan tới nhóm này cũng được trả tự do sau những vụ mà họ mô tả là bắt giữ oan. Họ bị bắt vào tháng 12 năm ngoái và bị kết án về tội danh rửa tiền. Tòa Bạch Ốc thông báo 135 tù nhân được thả khỏi nhà tù vì lý do nhân đạo và cho biết họ sẽ tới Guatemala trước khi đến Hoa Kỳ hoặc những nước khác. Từ năm 2018, chính phủ ông Ortega tăng cường đàn áp với những người đối lập chính trị trong nước, bắt giữ bỏ tù những người chỉ trích ông với những cáo buộc bao gồm âm mưu phản quốc, tước quyền công dân của rất nhiều người. Kính thưa quý vị, sau đây sẽ là phần bảo trợ thương mại. Tuyết Nha và Trang Lương sẽ quay trở lại với quý vị với những tin tức vừa được cập nhật như là chúng tôi đã sống trong sợ hãi trong 9 ngày qua. Đó là lời của người dân Janine cho biết sau khi quân đội Israel rút lui. Và cũng như là cộng đồng Amazon lo lắng về sinh kế khi mực nước tiếp tục giảm. HRW kêu gọi Việt Nam ngưng đàn áp có hệ thống những tiếng nói ôn hòa. Kẻ buôn lậu bị cáo buộc có liên quan đến thảm kịch xe tải chở người di cư ở Texas tham dự phiên tòa ở Guatemala. Xin mời quý vị hãy tiếp tục đón xem.